Chiều nay anh đi câu cá, giờ cho vợ nấu canh chua. Ui, cá da trơn rồi à? Thôi cũng được, nhiêu cá cũng được rồi, thôi về thôi. Đi về nhà cho vợ nấu canh chua thôi. Ôi, giờ tới rồi nè. Ôi, vợ ơi, giờ đang làm gì đó? Nấu tiêu rồi ta. Đang nấu cơm à, đang nấu đồ ăn à. Ok, mệt quá, đi nguyên ngày câu cá về mệt quá. Trời ơi, vợ rót giùm anh ly nước rồi vợ. Rót giùm anh ly nước đi. Tự rót đi, không rảnh. Ủa gì ta? Gì ta, bữa nay bà này bị sao rồi ta? Không rót thôi, tôi vô tôi rót thôi, có gì đâu. Thôi tôi đi tắm cái mới được. Bà này bị sao trời, hôm nay kêu rót giùm ly nước mà đâu mà khó khăn vậy ta. Rồi đi tắm coi, sáng giờ hôi quá. Đi thôi. À, vợ ơi, anh quên lấy khăn rồi, lấy giùm anh cái khăn ơi. Lấy giùm anh cái khăn tắm mà vợ ơi, quên lấy rồi. Không có tay chân hay gì, tự đi mà lấy. À da, bữa nay bà này bị sao rồi ta? Cái gì đây, có ý gì đây? Tôi phải ra nói chuyện cho rõ ràng mới được. Đâu rồi, bước ra đây nói nghe nè, nó vụ gì? Bữa nay có vụ gì? Hai nói tôi thay cái bộ đồ, thay cái áo cái nè. Sớm giờ mặc áo này thú quá, thay áo khác cái nè. Làm sao muốn gì, tự nhiên người ta nhà có ly nước chứ lại lấy gì mới khăn thôi, không chịu thôi chứ mắc gì nói gì cọc cằn vậy. Biết nhà này ai là nóc nhà không? Biết ai là nóc nhà không mà cứ sau kêu lấy giùm xíu không lấy ta. Em là nóc nhà hả? Ghê vậy thiệt không? Bây giờ dám chơi không? Dám solo không? Bây giờ solo tuyệt trò chơi nè, ai mà top 1 mà người đó là nóc nhà là chơi không? Dám chơi không? Mới chơi game là không biết chơi đúng không? Sao biết chơi được? Trời ơi, non. Chơi thì chơi, sợ không chắc. Chơi nè, đi ra chỗ tiệc trò chơi nè. Toàn vô lô kè chai tập 21. Lần đầu chơi tiệc trò chơi, ai sẽ là nóc nhà? Có xe thì tự đi đi nha, nay không có chở đâu đó. Ghét. Ai thèm mà ghê vậy. Có xe đây, ôi hôi, xe đạp luôn hả, ghê vậy ta. Xe đạp chạy nhanh dữ ta. Đây, tôi đi trước nha. Nay không có đi chung gì chân á. Đây nha mọi người, đây là lần đầu tôi chơi từ trò chơi nha mọi người, không điểm này nha. Lần đầu tôi chơi luôn á. Mà giờ gì nè, trước khi vào từ trò chơi á, giờ tôi có kèo nè, bà chấm chơi không? Bây giờ nếu mà ai thắng á, thì cái người thua sẽ để lên cái gọi là cái trạng thái để là cái người đó là nóc nhà, người đó là số 1 nha, ok không? Chấm vào. Ok, rồi vô nè, vô. Ây da, chết rồi, bấm nhầm tele, tele chi vậy ta? Rồi đây, chấm chơi nè, vô. Rồi vô nha. Chuẩn bị gõ gàng cái chạy vô nào, tôi vô rồi đó. Màn đầu tiên là chúng ta là màn vòng bánh xe chướng ngại vật. Ôi map tụ được. Bạn này mới chơi game mà, mới chơi game có mấy ngày mà đâu biết chơi đâu. Trời ơi non. Đâu rồi, đây đúng không? Ghê vậy sao, ghê vậy, di chuyển ghê vậy. Biết chơi game không? Biết chơi game không ta? Ôi làm gì vậy? Giờ tính đi trước à. Ui ghê vậy. Trời ghê chưa? Ui, ghê vậy trời, kỹ năng dữ vậy ta. Ủa là sao vậy? Mới chơi game có ngày biết chơi ghê vậy. Ok, nhảy lên cái cột luôn kìa. Ôi, bà này bá hách thế rồi. Bà này bán gian rồi mọi người ơi. Biết chơi game không ta? Ghê vậy trời. Ghê vậy, đỉnh chứ hả? Ai bá học ai mà bá chơi game hay dữ vậy ta? Tính ra tôi không biết chơi luôn á. Ơi vậy sao, rồi nhảy dưới đó kìa. Thôi mà không sao, ở đây người ta là chỉ cần đi qua đi lại thôi đủ thắng rồi. Đúng. Ai mà cần kỹ năng qua cái đó chi nguyên thể hiện gì, tính vô gì dữ vậy sao, ai coi ai mà chơi đó hay dữ người ta. Rồi vậy mà không sao, miễn sao tôi không gớt rồi được rồi đó nè. Gớt nè thì đặt xạo gớt nè. Rồi người ta không gớt luôn à. Để coi. Ai cha rồi bắt đầu vòng 2 chúng ta là cuộc đua săn thượng nha. Rồi móc tủ tôi nha, được cả nhà. Biết chơi game không? Không biết chơi game rồi đúng không? Thấy là thấy thua rồi, thấy là thua rồi. Đây tôi đi trước. Đây nè. Ôi, ủa tính ra mày đi trước tôi nãy giờ luôn hả? Ghê vậy. Mày đi chơi ghê vậy ta? Ai dạy ba kỹ năng chơi dữ vậy? Rồi dướng cái đèn này chậm lên bước nữa rồi. Chơi hay dữ trời. Ôi kìa, dướng cái đèn nữa kìa. Rồi chờ cái đèn này bắt qua hai đèn mới mất tiêu luôn rồi. Chơi giỏi dữ người ta, ghê vậy trời. Thôi, cái này là tôi thả rồi đó, cái này tôi nhường đó nha. Rồi top 1 luôn, ghê ha. Tôi nhường thôi, nhường mất này thôi. Mất sao tôi gỡ lại nè.
Tại tôi thấy con gái không chơi tôi nhường vậy mà. Non hả? Gơ vậy, dám kêu tôi non luôn kìa. Rồi, màn thứ ba chúng ta là cuộc đua vượt chướng ngại vật nha. Trời ơi, mấp thủ. Nhìn là biết thua mấp này, bà thua chắc rồi. Bà nãy giờ bà hên thôi đúng không? Bà xịt thôi, hên xịt thôi. Đây. Cho tôi nè, biết chơi game không? Nó, qua luôn nè. Trời ơi, qua luôn nè. Ơi dữ kìa, vừa lắm. Đây, ta thể hiện nè. Đầu nha, rồi gớt một bé rồi. Gớt luôn đi bé ơi. Đó, ghê chưa? Ghê vậy, có ông nào biết tôi kìa, không chửi tôi kìa. Ổng ai vậy cha, tôi đang hận nhất luôn á, cho chửi tôi vậy. Ôi, đóng tiêu ta là có tới được ta, biết chơi game không ta? À, đây, tôi hận nhất rồi nè, liêu. Ôi, chưa tới nha. Qua luôn nè, đó, ghê chưa, đỉnh chưa. Tôi mình nên tôi tới trước nha. Hồi nãy là bán trước rồi tôi thả thôi, bán này là tôi gỡ lại nè, tôi hận nhất nè. Thôi, tới chưa, biết chơi game không? Ồ, nhận được cái hành động gì luôn nè. Rồi vậy, mới tới đó hả? Gớt nè. Rồi ơi, hạng 3 luôn hả? Rồi vậy sao? Cái đồ gà. Gà, biết chơi không? Gà, không chơi game, gà. Rồi, qua mạng thứ tư chúng ta là cuộc đua chơi gì? Cuộc đua tốc độ trong cái phòng học nha. Wow. Lại mấp tủ. Biết chơi game không? 7 người chắc chắn là bà phải thua rồi. Đây, thế nào biết chơi game không? Liêu. Chưa đâu đợi đó hả? Gơi vậy. Đây nè. Nó. Rồi nó mất tiêu rồi chứ gì? Gất rồi chứ gì? Trời ơi, non quá. Qua luôn rồi bạn ơi. Nè, đang lắc tôi nhảy qua chỗ cái lắm máy tính laptop cho bà coi nè, tôi làm một lần duy nhất thôi nha. Đây nè. Đi qua ghế nè, 2 3. Nó chơi thôi chứ. Ôi, kêu gất rồi kìa. Chơi thôi chứ không thể hiện nha, mà phải đảm bảo mọi người. Chứ không đảm bảo là hồi gì mà mình bả làm nóc nhà là hơi mệt á. Qua luôn nè, đó. Qua luôn nè, trời ơi, hạng 1, trời ơi, mất tủ. Giữ gì sao, biết chơi game không? Đâu rồi, ok, hạng 3 nữa hả? Chơi gì ta, chơi đỉnh gì ta. Giữ gì sao? Vẫn thua tôi nha. Đây rồi, lại một mất tủ nữa. Đây, đua xe này hả, nè đây, thì kỹ năng là ở đây nè, nó lách qua đây nè. Dướng rồi kìa, ham hố đi ha, dướng rồi, thua rồi, vậy đây mình nhìn thấy biết thua rồi. Qua luôn nè, đó, kỹ năng vượt xe nè, đó, gây chơi. Trời ơi, qua luôn nè, nhảy luôn nè. Ôi, trời ơi, cái xe nó hung tôi rồi. Ui, bả đâu rồi? À, đây, trời ơi, còn gì này, còn đây ha, vậy là thua luôn rồi, tôi tới trước, coi dĩ chân ngang vậy chứ tôi tới trước nè. Qua nè. Ây da, cái gì mà cái xe nó hung tôi hoài ta? Rồi. Cứu tôi, toán rồi. Cái gì ta, mày này lấy có 3 người hả? Trời đất ơi, sao xe nó hung tôi 2 lần vậy trời. Ok, hạng 2 luôn kìa. Ôi, xe nó cắn nữa rồi mọi người. Hết hy vọng rồi. Cứu tôi anh em ơi, cứu tôi anh em ơi, tiếng này toán rồi. Rồi, thua luôn. Gơi vậy ta, bà kia biết chơi bằng hạng 2 luôn ta. Gơi vậy sao? Kỳ gì vậy ơi? Thôi thoát đi. Màn này lấy một người nào chơi cho lại. Đã có biết chơi game đâu mà chơi. Thoát đi đi. Mày đặt cái thơ vua mất công nữa. Mất đốt này gian thiệt sự luôn á. Rồi, nhảy rồi à. Rồi. Để tôi coi bà tới đâu. Để coi bà thể hiện tới đâu. Rồi vậy. Bà này mới chơi game có mấy ngày mà mới chơi dữ vậy trời. Bà này mới ba. Tức là học từ trước à. Gì rịch ghê vậy trời. Rồi hả? Chẳng đầu mấy đứa kia luôn kìa. Biết nhảy từng rắc luôn. Ồ, có khi nào bán một luôn ta. Gơ vậy. Ôi. Ui, thằng một luôn à. Mười đen. Ôi, bà này bây giờ tôi mới chơi đỉnh dữ trời. Quái trưởng thiệt sự luôn các bạn ơi. Tiếng này thua tôi tâm khục khẩu phục của mọi người. Bà này bán thằng một luôn kìa. Ui. À, hello vợ nha, sao vợ chơi hay dữ vậy? Trời ơi, ai chỉ chơi hay dữ người ta. Cỡ như sáng không có gì nha. Biết ai là nóc nhà chưa ha? Anh biết rồi mà. Có gì đâu, coi như sáng không có gì ha. Mấy yêu vợ. Đi rửa chén á. Ôi, thôi vợ rửa đi. Vợ rửa đi, anh đâu có biết đâu, anh đâu có biết rửa chén đâu, vợ rửa đi. Cho vợ rửa nha, rửa cho anh đi. Mấy yêu.
Nhà nó cái chăn lên cái gì vậy ta? Cái gỗ cửa làm gì gơ vậy? Thua thì chịu thôi mọi người, thua kèo thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Tại vì nói sáng nói rồi mà. Đi giặt đồ nữa hả? Cái gì vậy hả? Sao giờ không giặt đi? Cái gì sai tôi hoài ta? Cái gì ta? Đi tắm cái mới được. Bà này bà hay chứ hay dữ ta. Đi ra đây trả kèo. Ủa kèo gì trời? Kèo gì ta? Quên có cái kèo rồi viết ký tờ ký viết trạng thái nữa tôi quên. Trả thì trả làm gì ghê vậy, từ từ nè đây tao viết nè coi nè. Vợ là nóc nhà, vợ là số 1, number 1. Ok chưa? Ok chưa? Đọc ok chưa? Mời đẹp. Ok chưa? Yeah. Thì tôi cho bà một ngày làm nóc nhà một ngày đó. Thôi tôi đi tắm cái coi. Thôi chừng hả? Ngự làm gì ghê vậy? Cho bà làm nóc nhà một ngày đó. Thôi tôi đi tắm mà. Sợ quá mọi người. Ok hello mọi người nha, bây giờ mình sẽ trả kèo minigame các bạn. Thì đầu tiên là cái minigame kết bạn nè. Thì bạn comment sớm nhất ở video này đó là bạn này là bạn anh Nhật hả mọi người. Rồi sẽ kết bạn với bạn ha. Rồi đó là kết bạn luôn rồi đó. Thì các bạn ở video này mình cũng sẽ kết bạn với một bạn comment sớm nhất nha. Nên các bạn hãy nhấn cái chuông đi để khi nào mình ra video mới á, các bạn vô bình luận này để mình kết bạn ha. Rồi tiếp theo là trả kèo minigame tặng quà nè. Ok các bạn, thì cái video này hôm qua của mình đó thì nó chỉ được mới có 728 like thôi, các bạn chưa được 1000 like ha. Bây giờ vậy thì là cái tặng cái áo nha. Rồi, mình sẽ chọn một bạn ngẫu nhiên nè. Thôi, bạn ngẫu nhiên của chúng ta ngày hôm nay là bạn Gia Nguyễn Gia Kiệt Lê hả? Ghê vậy, có bước 4 nữa nè mọi người. Nói chung là chưa tới bước 4 ha. Rồi, anh sẽ tặng cho em một cái gói, một cái áo bên phải ha em. Em là con trai đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ tặng cho bạn này luôn cái áo này đi ha. Rồi, chúc mừng em. Ok các bạn, mình gửi quà cho bạn rồi ha. Rồi cái video này cũng vậy các bạn, mình cũng có cái mini game cho các bạn ha. Thì để em ra cái mini game bên mình á, bước 1 phải like video nè, đăng ký kênh này, nhấn cái chuông, các bạn nhớ nhấn cái chuông để nghe thông báo sớm nhất khi mình ra video mới thì bạn vô comment liền ha. Cái bước thứ hai là các bạn để lại cái tên của các bạn cộng với cái ID giùm mình ha, cái ID các bạn lấy đây ha. Cái bước thứ ba thì các bạn comment giùm mình là cái áo bên phải hay cái áo bên trái ha. Nếu mà video này được 1000 like, mình sẽ tặng cho bạn một trong những cái gói này, một gói này hoặc là gói này nha các bạn ha. Ok chưa? Nếu mà được 1000 like nha, không 1000 like thì mình tặng cho cái áo bên phải hoặc bên trái thôi các bạn ơi. Rồi cái đó là cái mini game chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ mình vô nhà lực lên TV thôi các bạn ơi. Let's go. Ok hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại nhà của tôi ha. Bây giờ cho các bạn lên TV nè các bạn ơi. Rồi, bạn bên đây ha. Đầu tiên là sô cô la siêu thơm Linh Linh và Quỳnh Như nè, Stella, Phương Uyên, Juni, Sukute, mèo báo thủ nè, Junbi ha, gời cái mặt thấy ghét hả? Jun bi và lay bạn cái Jun ghê vậy trời. Khôi nớp nè bạn, nhân phẩm nè bạn, top một cà khịa này giữ gì sao quá cô đơn hả, kìa cái bên mày có mấy đứa kìa. Chào shop đẹp trai, hello Lâm ha, bạn gái đẹp da trắng nè, bạn ở nhà anh câu được 4 năm ha, ghê vậy giữ gì sao, lát chinh phí 20 nha. Bạn Hanna, bạn cõi nè, bạn thiện nè, bạn mọi người nhớ đăng ký kênh nè mọi người, đúng rồi, bạn Sơn Uku nè, bạn này bạn gì ta, bạn gì tự đọc tên nha, mình không biết nữa, tối nay em mua cái gì ạ, gì vậy trời, bạn Quy Cà Chai, nói vậy là thèm cho mày, hay vậy quá, công an đó em, công an tới, công an bắt em á, rồi hạt đậu nè, kẹo cute nè, bạn Lâm ha, rồi qua đây, rồi à, min nào vậy má, rồi vậy, giữ gì sao, rồi vậy sao, mọi người đừng ngửa cổ quá cao hả, là sao má, là sao vậy. Bạn Lưng Kiều, bạn Hạt Đậu, bạn Thư nè ha, Thư ngủ vậy thức ha, ghê vậy sao, làm cái gì em, thôi em đừng có dụ. Bạn Nina, bạn Linh nè, ghê à, shop lọc vợ em nha ha, gì ta làm anh làm chồng em thì được em, hay vậy quá, giữ vậy sao, ghê à, để mặt ghê vậy. Bạn Lily, bạn Nina ha, bạn mà Mai Anh nè, bạn MC, bạn Hạt Đậu nè, bạn bạn Trúc nè, bạn Quyên nè, bạn Nan nè, bạn em bé thích dưa hấu nè, rồi vậy sao, bạn Hoài Phan Nam Toàn nè, bạn Thỏ nè, Linda xin chào cả nhà, gì vậy, Yamete, bạn Hoàng Bách nè, bạn bạn Như thích kem dâu nè, rồi bên này hàng cuối nè, Quýt Bắp nè, Mimi nè, Gấu Hay Quạo nè, anh Toàn đẹp trai nè, thank you em nè, bạn Linh Jun con tinh hiếu nè, bạn Lâm nè, bạn Moi Boy, Maboy Together nè, bạn Hắc Mi, bạn Hanna Gute, bạn Mít Đặt, bạn Ngọc Bích, bạn Hiếu. Ủa sao thằng Hiếu với lại nhỏ này không ngồi chung mà tách ra ta? Gì trời? Bạn Zin Play, bạn Ốc Tiêu nè, bạn gì, bạn Hoàng Nổ, bạn Lâm, bạn Kai A, bạn Cường, bạn Quy Cà Chai, ghê vậy sao, hay vậy quá, bạn Mèo,
bạn Trồn Hôi, bạn Nan, Ta Tan thì bạn Lin nè, đó. Rồi ok các bạn thì lên TV xong ha. Rồi chúc các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn ơi. Rồi thì mấy bạn nào muốn lên TV nè thì các bạn vào nhà mình lúc 13 giờ hàng ngày ha, mình cho các bạn lên TV nè, xong rồi ký tường cho trò chơi các bạn ha. Thì ok các bạn thì clip của mình đến đây là hết, các bạn nào xem clip này đến đây mà chưa like cho xin một like được đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Cam Samita mãi yêu à. Bye bye.